nhìn nhân xa vui lấp trong bi thương oán hận. Nụ cười ai nơi trái tim bao năm vẫn thế, nhìn lửa khói trên trường. Hello tất cả anh em đã quay lại kênh video tiếp theo của mình nhé. Mình lại tiếp tục review cho anh em về phiên bản Kiếm Đế Mobile. Thì cũng rất là nhiều anh em inbox trực tiếp cho mình qua Zalo là hỏi Thường ơi làm về cách tăng điểm, tiềm năng và kỹ năng và cách lựa chọn cái set đồ để chơi môn phái Thúy Yên Kiếm. Thì chắc là một số anh em người ta thấy mình livestream hay là làm clip solo hay là đi tống kim, thấy anh em thấy nó bá quá đúng không? Nên là anh em cũng hỏi về cách tăng điểm và cách chơi của Thúy Yên Kiếm. Thì hôm nay Thường sẽ chia sẻ cho anh em cách tăng điểm tiềm năng này, và cách tăng điểm kỹ năng, và cách mặc chọn set đồ làm sao cho nó phù hợp để anh em buôn cho con Thúy Yên Kiếm của anh em nó được bá đạo nhé anh em. Thì trước khi vào chủ đề chính của cái clip này, anh em đang xem thì ấn cho Thường xin một nút like và một nút đăng ký kênh. Thì đây là mình đang chơi ở con phiên bản Kiếm Đế Mobile. Thì cái link thì Thường sẽ để dưới phần mô tả của cái clip này. Anh em có thể truy cập vào cái trang chủ đó là kiemde.com để anh em tải game. Nếu mà anh em nào mà chơi Android thì anh em có thể truy cập trên CH Play, anh em ghi cho mình đó là Kiếm Đế - Mobile nó sẽ ra nhé. Và mình cũng ghi một cái group Zalo. Cái group Zalo này thì nó sẽ là group Zalo để anh em có thể là vào lập đồng là một. Hai nữa là anh em có thể là mua trao đổi account với nhau. Anh em nào mà muốn chơi thì anh em có thể là vào giao mua một con account ở trong cái group đấy. Ok, sẽ không mất thời gian của anh em nữa. Sẽ vào chủ đề chính của cái clip này. Đó là hướng dẫn cho anh em cách tăng điểm, tiềm năng và kỹ năng của môn phái Thúy Yên Kiếm. Thì anh em được biết là Thúy Yên Kiếm thì nó gồm có là môn phái lội công. Đấy, thì lội công thì anh em chủ yếu là tăng lội và ngoại. Thì tức là lội công ở đây thì anh em sẽ tăng lội công thì nó sẽ lên đam, còn ngoại thì nó sẽ lên máu. Nhưng ở cái meta cấp độ như thế này thì mình nghĩ chắc là anh em cứ full nội thôi. Nếu mà đồ anh em ngon như hiện tại đồ như của mình ấy thì full xếp 14 thì anh em hãng chơi theo kiểu là full nội. Còn nếu mà đồ anh em chỉ tầm xếp 12 vũ khí khoảng tầm 14 thì anh em nên tăng theo kiểu tỷ lệ 82, tức là anh em sẽ tăng cho mình là 80% nội công. Tức là nếu mà anh em có 1.000 điểm tiềm năng đúng không, anh em sẽ tăng cho mình là 800 điểm vào nội công, còn 200 điểm vào ngoại. Đấy, thì ngoại nó là máu mà. Đấy là cái cách tăng điểm tiềm năng. Còn về kỹ năng, kỹ năng ở đây thì nó là kiếm thúy. Thì đầu tiên thì là anh em sẽ tăng mắc cho mình cái Thúy Yên Kiếm Pháp. Thì cái kỹ năng này là kỹ năng hỗ trợ bị động 1x. Thì nó sẽ tăng cho anh em thứ nhất là cái lực tay và trí mạng và tốc độ xuất chiêu. Thì đây là khi mình tăng mắc này. Ở đây thì mình nên phi phong trí tôn nó cộng thêm một kỹ năng vốn có, và một cái vũ khí 16 thì nó cũng cộng thêm một cái kỹ năng vốn có nữa. Thì nên là mình được cái kỹ năng của mình là 12/10. Thì nên là vật công nội của mình là nó sẽ cộng là 360 điểm, trí mạng cộng 60, tốc độ xuất chiêu hệ lội công là 17. Tiếp đến là cái Q1X này thì ở cái cấp độ meta như này thì anh em tăng cho mình 1 điểm thôi. Còn cái Q này là anh em phải tăng mắc nhá. Hộ thể hàn băng thì nó là cái Q để anh em tăng phản đòn tầm xa cộng 22%. Tức là nó sẽ cộng thêm phản đòn tầm xa cho môn phái này. Đấy, ngoài con Thiếu Lâm ra thì con Thúy Yên Kiếm này nó cũng là môn phái có phản đòn anh em nhá. Nên là nếu mà anh em muốn chơi theo kiểu tanker thì cũng được. Tức là anh em sẽ tăng theo kiểu phun máu cũng được. Nhưng mà đây là mình nghiêng về đam. Mình khuyến cáo anh em chơi nghiêng về đam nhiều hơn. Nên là anh em cứ tăng cho mình cái tỷ lệ là một là anh em full nội công. Nếu mà anh em nào đồ yếu quá thì anh em có thể tăng theo kiểu tỷ lệ 82. Ấy thì cái Q này nó sẽ tăng thêm cả lé đòn cộng 220 điểm và tăng sinh lực tối đa cộng 49%. Ấy, cái Q này rất là quan trọng. Nên là anh em sẽ tăng mắc giúp mình là 10 điểm. Còn cái tuyết ảnh này thì anh em sẽ tăng làm sao mà đủ mốc. Ví dụ như là cái đôi giày của mình ở đây nó tăng tốc độ di chuyển là 49 thì mình sẽ tăng làm sao mà cho nó lên được khoảng tầm 11%. Đó, tăng cái Q này lên khoảng tầm 11%. Thì tức là mình sẽ cộng thêm được 60%, thì tức là mình sẽ thêm được 6 điểm tốc độ di chuyển. Đó, thì anh em cứ tăng làm sao cho nó phù hợp với cái đôi giày của anh em đang mang để làm sao nó tròn mốc tốc độ di chuyển nhá. Và tiếp đến là cái kỹ năng
5x thì mình sẽ tăng max để mình bổ trợ cho cái kỹ năng 90. Anh em thấy không? Đấy, nó sẽ tăng này. Sát thương của băng tâm tiên tử thêm 40%, sát thương của phong tiếp băng thiên thêm 40%. Đó, thì nó sẽ cộng thêm cái phần trăm cho con Q 90 của mình. Nên là mình sẽ tăng max cái Q 5x. Và cái kỹ năng tiếp theo đó là huyền băng vô tức. Thì cái kỹ năng này rất quan trọng của con Thúy Yên kiếm. Anh em cũng phải tăng max giúp mình. Tăng max giúp mình là 10 điểm anh em nhé. Thì cái kỹ năng này lại sao mình nói với anh em nó lại quan trọng. Thì anh em đọc này, khi xin được anh em giảm xuống 25%, nó có tỷ lệ 100% kích hoạt huyền băng vô tức. Thì tức là nó sẽ đóng băng đối thủ lại. Đấy, nó rất là hay để khi mà ví dụ như là anh em mà gặp một đối thủ nào nó mà nó đam to mà nó sốc đam anh em nhanh, anh em nó đam anh em dưới 25% máu, tự nhiên nó bị đóng băng lại thì anh em có thể là di chuyển được. Đấy là cái một cái kỹ năng rất là hay của con Thúy Yên kiếm, và cái số số mục tiêu ảnh hưởng của nó là tối đa là 5 mục tiêu. Và đồng thời nó sẽ khi mà dưới 25% máu đấy, đồng thời nó sẽ boost cho anh em thêm một cái kỹ năng đó là huyền băng vô tức. Ấy thì nó sẽ tăng cho anh em kháng tất cả 1 2 40. Nên là nó rất trâu nha anh em, duy trì giãn cách kích hoạt là 30 giây. Đấy, nên là con này nó rất trâu khi mà anh em dưới 25% máu. Tiếp đến là cái kỹ năng băng cốt tuyết tâm. Thì cái phiên bản này thì anh em cứ tăng max giúp mình để lấy hiệu ứng. Đấy thì và lấy tốc thêm tốc độ đánh nội công. Thì đây mình tăng max nó là 20. Rồi tiếp đến là cái kỹ năng này thì ở đây mình đang cấp độ 107 thì mình chỉ tăng được 8 điểm vào cái kỹ năng này thôi. Đấy thì ở đây mình tăng 8 điểm vào phù vân tán quyết. Còn càng lên cấp 109 thì mình cũng phải tăng max cái này luôn và max cái Q này. Sau đó mình sẽ giảm bớt cái Q này đi, giảm bớt đi và mình sẽ giảm bớt cái kỹ năng này nữa. Đấy, làm sao mình phân phối mình cứ ưu tiên mắc đam trước. Đấy, băng tâm tiên tử mình cũng mắc này. Đấy, còn cái Q này thì mình sẽ tăng ít thôi để mình dồn hết vào đam anh em ạ. Ở đây thì ác này của mình là chơi chuyên đam. Đó là về cách tăng điểm. Thì ở đây thì nhờ một câu hỏi nữa của một số anh em là Thúy Yên kiếm thì nên chơi set gì, set đồ gì. Thì cái set đồ mặc định của con Thúy Yên kiếm thì nó là thuộc ngũ hành hệ thủy đúng không? Thì đa phần anh em sẽ lựa chọn cái set thủy anh em chơi rồi. Tại sao lại mình nói là set thủy anh em chơi? Thì tức là nếu mà anh em đeo cái phù ấy, cái phù này thì nó sẽ có thêm 3 dòng đúng không? Thì tức là anh em phải phải kích được, nó sẽ kích được cái set thủy đấy, cái dòng 3 dòng này. Nhưng mà ở đây cái phiên bản kim đế này là nó có phù chúc phúc. Đấy, anh em chỉ cần nâng cấp 100 nó sẽ tặng cho anh em một cái phù chúc phúc, nên là nó sẽ vẫn kích được cho anh em. Đấy thì cái bản này thì một Thúy Yên kiếm anh em có thể là chơi full set thủy, tức là vũ khí thủy ấy là full set luôn. Và set đồ thứ hai thì cái anh em chơi set thủy thì nó sẽ lấy hiệu ứng làm chậm, nó sẽ đánh hiệu ứng rất là rát, cực kỳ là rát luôn. Đấy thì nó lại tăng thêm cái hiệu ứng kiểu như là làm chậm, nên là nó đánh vào đánh rất là khó chịu nếu mà khi anh em đeo set thủy để anh em chơi Thúy Yên kiếm. Còn ngoài ra anh em có thể chơi theo set kim. Set kim ở đây anh em sẽ sử dụng cho mình vũ khí vật công nội. Đó, vật công nội thì anh em chơi set kim thì nó cũng rất là bá nhá. Đó, set kim thì nó là vật công nội thì nó thuộc hệ nội công rồi. Thì anh em chơi set kim nó vẫn là bá. Còn set đồ thứ ba là anh em sẽ chơi cho mình set thổ. Set thổ như mình đang chơi là mình đang chơi set thổ này. Đó. Thì nó sẽ đam rất là to, đặc biệt set thổ của cái bản này nó đam rất là to. Nên là mình rất thích, nếu mà chơi Thúy Yên kiếm là mình rất thích chơi cái set thổ. Và cái meta này thì mình chơi Thúy Yên kiếm, còn nên meta cấp độ 110 thì bắt đầu là tôi sẽ chuyển sang tôi chơi con võ đăng khí. Thì ở đây tôi đang luyện con võ đăng khí lên cực 9 kill rồi. Và ở đây thì mình sẽ giới thiệu qua về cái mật tịch chung và mật tịch cao của Thúy Yên. Thì đây là cái mật tịch chung của Thúy Yên, nó có tên là Vũ Đã Lê Hoa, tức là một cái skill boost khi anh em boost như này. À, anh em boost như này. Đó. Thì nó sẽ hóa giải. Nó sẽ hóa giải tất cả các miễn nhiễm như là bất động này. Hóa giải miễn nhiễm tê liệt, hỗn loạn, đẩy lùi, kéo lại, đóng băng, tức là khi anh em boost lên là nó sẽ hóa giải tất cả các hiệu ứng. Đấy, và thứ hai nữa là nó sẽ giảm kháng băng công của đối thủ, và thứ ba là nó sẽ
làm chậm đối thủ. Đó. Nên là cái kỹ năng này cũng rất là quan trọng, mật tập trung này cực kỳ quan trọng khi mà anh em solo. Và tiếp đến là cái mật tập trung của nó có tên là phi tự phiêu hoa. Thì cái kỹ năng này nó là một cái kỹ năng khống chế, đam của nó thì không có đam đâu. Đây mình sẽ test thử cho anh em. Nó không, đam của nó tầm vừa vừa thôi chứ nó không phải là một cái đam to. Đấy, con này thì cái kỹ năng mật tịch cao của nó là kỹ năng chủ động nên là nó sẽ đánh như thế này. Đó, anh em thấy không? Nó đam chỉ hơn 1.000 quái máu thôi. Nhưng mà được cái là cái khi mà đối thủ dính vào cái mật tịch cao này, đối thủ sẽ bị đứng im luôn. Rất khó di chuyển và rất khó có thể ra kill. Nên là một cái kỹ năng này nó để giúp ích cho anh em để giữ chân đối thủ. Và anh em sẽ tung ra những kỹ năng băng tâm tin tưởng của mình để kết liễu đối thủ được một cách nhanh nhất anh em ạ. Đó, đó là cách tăng điểm tiềm năng và kỹ năng của Thuyên kiếm và cách lựa chọn bun đồ làm sao cho hiệu quả. Anh em có thể bun theo 3 set đồ đó: kim, thủy, thổ. Đó, đều là set lội nha anh em, đừng có sử dụng vũ khí ngoại công. Ngoại công là anh em đánh nhím luôn. Đấy là mình đã hướng dẫn xong cho anh em cách tăng điểm của môn phái Thúy Yên. Đấy, anh em thích thường review phái gì nữa anh em có thể comment dưới clip. Ok, bye anh em.